Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất và sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 7, lãnh đạo huyện Cô Tô cho biết, chiều ngày 3 tháng 7, người đàn ông điều khiển mô tô nước đang chuẩn bị cho nhóm du khách chơi trò thuyền chuối thì xảy ra sự cố. Mô tô vỡ thành nhiều mảnh, hất người điều khiển lên không trung tai nạn khiến người điều khiển bị gãy bàn tay, được đưa vào đất liền chữa trị. Nhóm du khách ở gần mô tô nhưng may mắn không bị thương. Huyện Cô Tô đã thành lập tổ liên ngành kiểm tra phát hiện 3 cá nhân tổ chức mô tô nước chở khách vui chơi trái phép. Các chủ phương tiện không cung cấp được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ngày 4 tháng 7, Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt đối với nam tài xế về hành vi điều khiển ô tô lắp thêm đèn phía sau theo nghị định 123/2021 mức phạt 1,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng. Được biết, lái xe vào buổi tối, lái xe ô tô bán tải chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4. Tài xế này liên tục bật tắt đèn LED siêu sáng phía sau cabin, làm nhiều người đi đường bị trói mắt, ảnh hưởng tầm nhìn. Một số người đã quay video, đăng lên mạng xã hội, bày tỏ bức xúc. Làm việc với cảnh sát, tài xế cho biết đã mượn xe của một người bạn để đi ra ngoại. Khi chạy trên đường do không biết xe có lắp đèn nên anh đã bật công tắc nhiều lần gây chói mắt người đi đường phía sau. Ngoài xử phạt, chủ xe cũng được yêu cầu tháo hệ thống đèn đã lắp sai quy định. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành lộ trình dừng mạng di động 2G tại Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn 2G, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng 2G, phục vụ mục đích truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị M2M hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà Giàn DK. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ thuê bao chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ cao hơn, thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí mua máy smartphone 4G hoặc điện thoại phi thăng phone 4G và ban hành các gói cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi thực hiện đến ngày 16 tháng 9 năm 2024. Nhằm tăng cường bảo mật, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, tất cả giao dịch chuyển khoản có giá trị trên 10 triệu đồng bắt buộc phải kiểm tra khuôn mặt của người giao dịch với người mở tài khoản ngân hàng trong bối cảnh quy định mới được đánh giá sẽ tác động tới hoạt động và hành vi thanh toán số, Cốc Cốc đã thực hiện một cuộc khảo sát nhằm ghi nhận các góc nhìn từ phía người dùng. Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến ngay trên nền tảng Cốc Cốc từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 7 năm 2024. Kết quả cho thấy, các nỗ lực truyền thông về quy định mới tỏ rõ hiệu quả khi 94% người tham gia khảo sát đã biết quy định về xác thực sinh chắc học. 46,5% người dùng biết đến thông tin này qua các kênh truyền thông xã hội, 41,8% được thông tin qua app, website của các ngân hàng và khoảng 37,3% tiếp cận thông tin qua kênh báo chí. <laughs> Wi-Fi công cộng thuận tiện trong việc duy trì kết nối Internet mỗi khi di chuyển, dù là ở quán cà phê, trung tâm thương mại hoặc sân bay. Tuy nhiên, người dùng cần phải lưu ý đến các vấn đề bảo mật khi kết nối với các mạng không hạn chế này, vì đôi lúc những kẻ lừa đảo sẽ tạo mạng Wi-Fi giả hoặc xâm phạm các mạng lưới hiện có, họ có thể sử dụng những tên rất giống với các mạng lưới hợp pháp để lừa người dùng kết nối. Sau khi được kết nối, thông tin cá nhân như thông tin đăng nhập mạng xã hội, ngân hàng và địa chỉ email sẽ bị chặn và lạm dụng bởi những kẻ tấn công. Để người dùng có thể tự bảo vệ và đảm bảo an toàn cho dữ liệu của mình, người dùng chỉ kết nối với Wi-Fi công cộng khi cần thiết xác minh mạng lưới kết nối, chú ý các trang đăng nhập từ Wi-Fi công cộng, tránh sử dụng Wi-Fi công cộng khi thực hiện giao dịch, tăng cường quyền riêng tư và bảo mật bằng VPN.